Dạ, Thái xin mến chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Thái xin mến chúc ông bà, cô chú, anh chị cùng các bạn thật nhiều sức khỏe. Thì hiện giờ các chú từ thiện đã làm xong nhà cho bé Phụng rồi, ngay cô chú anh chị. Thì các chú từ thiện đã về rồi. Nhưng mà do cái đường dây điện của bé Phụng á, là mấy chú khi mà dỡ nhà, cái đường dây nó quá mục đi, nó đứt hết trơn rồi. Thì bắt buộc mình phải ở lại đây, mình làm là ánh sáng cho bé Phụng nha. Thì mình có đi chợ, mình mua dây đây. Đây là dây gút. À, bóng đèn, tại vì bóng đèn của bé Phụng nó cũng chập chờn lúc có lúc không, dây điện thì nó quá nhỏ, nó quá yếu là cho nên là không có xài được nữa. Thì mình có mua đây dây điện, rồi mình mua luôn bảng điện luôn nha cô chú anh chị, rồi mình làm lại gọn gàng cho cháu nó luôn, chứ mình để vậy là mình thấy nó quá trời, nó nguy hiểm rồi. Thì ở ngoài sau đó đó là các chú đã cắt xong rồi đây, mình cũng đi vô mình dạo một vòng lại nha cô chú. Đây thì bên đây là xong toàn bộ hết đó, ngôi nhà rất là đẹp luôn. Thì cái này á, là còn là dán gạch nữa xong nha cô chú anh chị. Thì bản khuôn dừa mình á, là để là tiết kiệm cho cháu tiền để ăn học với tiền là để chữa bệnh cho mẹ, cho nên là bản khuôn dừa mình chỉ làm ra một cái gian bếp như vậy thôi, là chiều ngang là 6m, chiều dài là 4m, là còn cái này là còn lót gạch nữa nha cô chú, lót gạch bông nữa. Thì lúc nãy á, là mình đi mua dây điện sẵn đó, mình ghé vật liệu xây dựng, mình mua luôn vật liệu xây dựng rồi ngày mai người ta sẽ chở vô. Thợ ở đây người ta sẽ làm nha cô chú anh chị. Thì mình cũng đã giao luôn cho thợ ở đây làm luôn cái phần nền. Cái phần nền này đây, tại vì cái phần nền này nó rất là đơn giản, chỉ cần là lăm le rồi trộn hồ rồi chỉ lót thôi nha. Thì bây giờ là mình đã vô nhà bé Phụng rồi. Phụng ơi, ra đây con. Đó, thì đường dây của con bây giờ nó hư hết trơn rồi, nó không còn gì hết, nó xài không có được. Thì chú sẽ đi đường dây điện lại cho con ha. Thì bây giờ hai chú cháu mình sẽ làm. Con có cây búa không? Cây búa nhỏ. Cây búa nhỏ, rồi con lấy cây kéo nữa. Đây là dì ba của bé Phụng nha cô chú anh chị. Mới đi mua vật liệu xây dựng cùng mình, là để mua gạch, mua xi măng. Dạ. Thì dì ba nãy giờ về trước mình rồi tập dừa hả dì ba? Dạ, tập dừa cho cậu uống. Trời ơi, sướng dữ vậy hả? Giờ này là cũng khoảng là 5 giờ rồi cô chú anh chị. 5 giờ rồi mà mình vẫn còn ở đây, tại vì mình làm luôn xong rồi cho cháu rồi mình mới về. Đó, thì đường dây điện của cháu nè, nó mục hết trơn rồi, nó hư hết trơn rồi. Cho nên là mình làm lại mới hết. À, cái búa đó con, lấy cái búa bằng sắt đó, mày lấy cái búa bằng mũ đó sao tao đóng được. Đó, thì đây mình mua đầy đủ hết nha. Đây là đinh ốc. Thì lúc nãy mấy chú đi làm rồi cái nhà mình lấy lại cái phan cô chú, lấy lại cái phan để mình phan để mình làm mới được. Đó, dít điện nữa nè. Đinh ốc, dây điện. Đó, rồi mũi phan. Đây. Thì bắt đầu là mình chuẩn bị mình làm nha cô chú anh chị. Mấy cái này thì tháo ra luôn. Tháo ra là bắt lại làm lại mới được. Chứ lúc nãy là nó đứt hết trơn rồi, đút vô là nó không có cháy. Búa nhỏ con, có búa nhỏ không? Ôi, xài búa bự đã. Con đi mượn cho chú cái búa nhỏ mới được, cái búa đó chú đóng không có được. Cái búa đóng đinh đó con, chạy qua nhà bạn mập, bạn của mình rồi mình mượn cái búa đây con. Nha. Yeah. Cái búa nhỏ đó. Hơi bự cho nên là bắn nó hơi khó. Thì cái phần nào mà cũ của mình tận dụng lên được thì mình tận dụng nha. Còn những cái phần mà mới thì mình sẽ làm lại. Những phần nào mới thì mình sẽ làm lại. Thì đây là những cái bảng điện. Này, hồi đó mình cũng làm hoài cô chú. Nó cũng đơn giản chứ không có cái gì khó. Dạ, sau khi mình đã tháo xong những cái công tắc ra thì bây giờ mình sẽ gắn cái ổ điện vô trước nha. Thì hôm nay làm cho cháu Phụng chắc có lẽ là về hay trễ đó cô chú anh chị. Chắc mình sẽ về nhà bản khuôn dừa mình sẽ nghỉ lại một đêm. Sáng mình sẽ về sớm khoảng 4-5 giờ sáng mình sẽ về.
Còn các anh thợ hồ ở đây á, thì 2 ngày nữa bắt đầu khởi công, tại vì người ta có lãnh ngay công trình đó, mình kêu hơi trễ, cho nên là người ta nói là khoảng 3 4 ngày nữa họ mới làm cho bé Phụng được. Đây, thì đáng lẽ cái này là bạn Khương Chùa mình kêu người ta làm, nhưng mà do làm ít quá rồi không có ai làm thì mình đứng ra mình làm luôn cô chú. Hai nữa mình cũng biết chút đỉnh về điện này nên làm luôn. Dạ, thì bây giờ mình đã câu bắn điện xong nha, thì mình đem vô mình sẽ câu vô cầu dao nha cô chú anh chị. À, cầm cho chú cái này nè con. À, cầm một con ốc đó, hai con ốc đi. Rồi, gõ đèn đi, gõ đèn cho chú. Đây thì cái cầu dao của bé Phụng nó bắt vậy nè nghe cô chú anh chị, nè nó rung rung như bà già rụng răng vậy đó, cho nên là bắt buộc mình phải tháo ra để mình dặn lại vô trong cái bảng điện này. Đây thì các bạn này của bé Phụng này nó rất là nguy hiểm, mình tuy mình biết nhưng mà mình cũng sợ nghe cô chú anh chị. Đông đinh. Ôi trời, đóng đinh. Như này hồi làm là đóng đinh nhét sơ dừa hay gì ta, ừ. còn nhà ông từ hồi làm cái nhà gì đó hả? Bây giờ trời ơi, trời để nghiệp mà đóng đinh nhét sơ dừa tàu chết tôi chứng này rồi. Rất là khó. Ôi trời. Chết rồi. Cái này là đóng đinh nhát sơ dừa luôn rồi. Ôi trời, nguy hiểm thiệt. Ok, một con. Thank you.
con chạy qua bển con mở cầu chị đi, mở cầu dao lên đi. Bây giờ chờ, chỉ chờ bé Phụng là mở cầu dao lên thôi nha cô chú. Chợ tối rồi, không lẽ mà bây giờ mà nhà của cháu nó chưa xong như vậy mà mình bỏ mình về, bắt buộc là mình phải giá nào mình cũng phải làm cho xong những cái cụ dao cụ chị này rồi mình mới về được. Biết đã mở chưa không biết đây. Do cái bóng đèn này nó bị mát, bóng đèn này nó hư rồi. Do bóng đèn bị mát nè, này nó cháy nè. Coi, để mình ra sau mình lấy cái bóng đèn nhỏ mình sẽ thử lại. Hả? Có điện rồi con. Có rồi, có rồi. Rồi sao mà tắt nữa rồi. Điện bên bển nó qua không đủ hay sao á. À, con qua con coi cầu dao anh bển này. Cầu dao bển mà bận về cái đèn cầu nó không cháy, con không biết là nó có sáng hay không. Cái đèn gì? Đèn cầu. Đèn cầu là đèn gì? Con bắt cũng mở lại coi. Vô cái cầu dao anh bển nó bị ảnh hưởng nữa rồi. Lúc nãy mình gắn cô chú anh chị trong nhà của bé Phụng cho điện chập tới chập lui, cái này là lý do là không phải là do mấy chú từ thiện mấy ông làm bị hư, mà là lý do ngoài đây nó thúi dây nó hư, nó úng dây nó hư. Rồi thành ra là mấy chú từ thiện về mình ở lỡ mình ôm, thì khi mà mình sửa lỡ mình thay thì mấy đèn á, mấy hàng á, mấy hàng hồi sớm nó mới nóng. Dạ đúng rồi, chắc có lẽ là vậy đó, mấy hàng nó rút ampe cao. Nó rút ampe cao ha. Dạ, thành ra nó hư, thành ra mấy ông để lại mình ôm. Dạ. Đó, nó cháy cái mối à. Bởi vì mình nói sao mà nó cà giật cà chớp, cà giật cà chớp. Mấy anh đi sao mấy anh lãnh. Mấy anh đi sao mấy anh lãnh. Dạ. Cái nó phân ra đựng khúc nữa. Đứt điện hay gì vậy? Đứt điện. Tuốt nó miếng đi cho tập cho nó tiếp xúc nhiều nhiều. Đứt hay gắn lại? À, nó dài bị cháy ngay mối. Nó hở ra nó nóng. Nè hả? Có hàng hồi sáng hai mấy hàng á. Bốn cái máy hàng á. Bốn cái hả? Tôi đi ngang tuyến thấy hai ông hàng tôi nó đổ hai cái máy hàng. Bốn cái, tổng cộng bốn cái máy hàng.
hai ông hàng ở dưới, hai ông hàng ở trên. Xong hết rồi hả? Xong hết rồi đó. Rồi. Rồi. Do là nó bị đứt điện này nè. Ờ, điện này vô gắn, làm điện vô gắn úng này nó cũng nhờ chú Tám mình sử dụng. Cũng khúc sau cũng chập chờn lắm. À, chập chờn đó. Nhấp nhả. À, chập sau cũng vất vả lắm ạ. Là đến giờ còn tối thui hả? Chưa gắn vô hả? Chưa gắn vô được. Còn tối hơn đêm 30. Tại đó cái hồi mà cúp điện cái là không làm được gì. Dưới tháp cũng là cũng đỡ rồi. Dưới tháp cũng đỡ. Có một cục băng keo luôn. Rồi cổng dây này tháo ra luôn hả chú Tám, không nói lại hả? Quên, nói vô luôn. À, nói vô luôn rồi. Nó xây đứt mẹ rồi. Đứt rồi hả? Con đèn cầu hả? Ừ. Đứt chưa? Đâu mình đâu, đâu mình gắn vô thử. Kia nó xây tình xây diện 180 độ đó mà. Coi nó thử coi. Nó thử coi. Tại vì nó mới bị ấy đây nè, nó mới bị tắt đây thôi. Tối được không nhớ nó có hay không cũng nhớ. Cái đầu đó tôi làm cứ chịu làm để cho quay mấy nhỏ lại quay cái rầu xong. Thì mình cứ tính là làm vậy đó, đặng mình rút lên xuống mình thay bóng, đâu nhờ mấy ngõ này phá dữ vậy. Chứ nó đứt bóng thì mình nhổ lên thay ngay đó sao trèo, cũng cái tiếp một chút mà. Chịu khó mình đem cái thang. Thì hồi đó mình cứ tính gắn vậy rồi, tao có tính mấy nhỏ này phá quay luôn vậy. Dạ. Yeah. Đứt bóng dễ thay. Nít mà. Nít của lỡ nó quay dụng dụ thứ gì nào. Này mở nhà mới rồi phải không? Chưa, nhà mới chưa, còn lót gạch đồ nữa. Chưa lót gạch hay mới làm ấy không? Mới có ở trên nè, rồi đỡ mấy ông đó lót gạch cái nữa mới được. Cửa rồi dắt rồi nóc có hết rồi. Còn lót gạch ngủ thì được bình thường. Nhưng mà lót gạch vài năm nữa cứ vợ rồi. Không mưa. Không. Là được rồi. Ừ. Thì mà kia sạch sẽ. Của chồng đừng cứ vợ thì mưa thiệt rồi bỏ không học rồi mày. Bỏ học là bỏ hết tất cả đó, bỏ học là mất hết tất cả đó. Ra ngoài luôn á. Vô đấm lùm mô rô mày hả? Ông này cô 7, ông này cô 8. Hai anh em ruột ha. Anh nó phải ráng học. Ráng học. Ba ông thứ ba đây nè. Ba đây nè. Thứ ba là ông nội sĩ hả? Ừ. Thôi cũng nào giờ mới biết là có 7. Nghe đi. Sẽ coi. Cháy thôi. Cầu si rồi ha. Đây đu đỏ như thế này. Không, bình thường chứ không có đu đỏ, bình thường. Bà cái như cái ấy nhường. Ủa còn móc ở đâu ấy chuột. Hàng chi. Chánh lúc rồi. Ô. Đó là đây. Kê 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 kê. Rồi chung vô nữa rồi. Chung vô nữa kìa. Phải nó hai con khác. Ừ. Ồ, nè đang sửa điện gặp gắn luôn nè. Cái phụng. Đó. Kê 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 kê. Còn đâu á. Kìa. Trời ơi, mày kiếm. Kiếm đi còn hỏi nữa trời. Ừ. Kìa nó bò ra sau lưng cái cây này nè. Sửa điện bữa nay gặp gắn luôn rồi. Nè 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 nó bò ra nè, nóng nè. Nó thối camera luôn. Nè nè. Trời ơi. Trong hộp điện này hai ba con nè, nó lột da tùm lum tới lơi hết nè. Có còn hết. Ổ luôn hả? Ờ, đang ngủ. Bo ca, bo ca. Nè. Thôi, để nó sống đi. Để nó sống đi, con đó cũng đâu có cắn gì mình đâu. Kê gớt rồi. Rồi, cũng đập luôn rồi. Gãy xương sống luôn rồi. Khi nó vô thế cạc nó cũng ngủ bình thường á. Không, nhưng mà con gắn này nó cắn không sao hết á. Không, gắn này bình thường mà. Ờ, gắn đó gắn hiền, không sao hết á. Hiền gì nó khói khói cái ớn mà mẹ. Ừ, nó khói khói mình ớn. Cho nó xuống kinh rồi. Một, xuống đầu hả lẹ. Nãy gặp hai ba con luôn hả? Thấy nó nằm nùi đây chứ. Ờ, chắc có một con một mà nè, còn cái da nó nè. Thấy nó nằm nùi lắm. À, còn cái da nó đây nè. Cái đó bị xét á. Ủa mà sao cô Tám ông ấy sao lẹ ghê vậy? Ủa nó ta biết mặn mà có lẹ. Dẫn sát vô đó là nó hôm đó bật nó nhá nhá hoài luôn.
bật ra kéo lên xuống nhẹ nhẹ. Dồn cái đó nó xay là nó ăn mạnh. Chưa. Mà mở sẵn chưa? Chưa chưa mở. Lên mở sẵn thì mà chạy vô mở được không? Để nó con mở mới được. Dạ thì bây giờ để mình qua mình coi thử làm sao ha cô chú anh chị. À, thì lúc nãy thì nó bị xét bên bánh do con gắn nó không chổng hay sao á. Rồi sao kỳ nữa rồi. Ủa sao mới sáng rồi. Rồi rồi bên bển không ngắt nữa hay gì rồi. Không không phải cù dao bình thường mà. Nãy sáng tối nó sáng tối bên bển đó. Nó vậy là trái nè. Nó vậy là trái đó. Do bị bên bển đó. Do bị bên bển rồi. Tắt nè sáng nè. Rồi tắt rồi đó. Do bị xét bên bển đó cô chú anh chị chứ không phải là do bên đây thì mình câu rồi nó đã đúng hết rồi. Đó. Tắt đó. Rồi ok, để mình qua mình nói với chú Tám xử lý nha cô chú anh chị. Dạ. Nó bị bên bển đó chú Tám ơi. Dạ, thì chú Tám bên đây ổng đã biết bệnh rồi cô chú anh chị. Nó lúc sáng lúc tối, lúc sáng lúc tối thì bị bên đây chứ bên bển là mình câu là nó đúng rồi. Do mình là có cây kéo với cây vít không mà không thể làm được thì chú Tám ổng ra tay nghĩa hiệp ổng cứu. Rồi bên đó rồi chú Tám ơi. CB nó bị hư rồi phải không? Rồi. Rồi. Lúc dính lúc không nè. Bởi vậy. Rồi do bị cái CB rồi. CB đang mà bóp CB này mình thay cũng được mà nó thay cũng được, nó thay mình trả tiền. Ở đây mình có bán CB nào không chú Tám? Có không mua đâu? Này ở ngay chỗ ban đêm này có không? Có, ngay đây chút xíu có tiệm tạp hóa máy tay phải nè, mình chạy ra chạy xuống lộ lớn khoảng 100 chưa tới 100 mét á. Cái này ai biết không con? Mày chạy đi mua cục CB được coi. Con ra con mua rồi cục. Cũng... chạy ra mua cục đi. Tám đâu. Tiệm của ông tiệm bà con á. Ừ. Cái cục CB trắng là này cục này nè. Ra mà đưa nuôi trắng nè. Lấy đây chú Tám. Chú Tám tháo ra rồi lấy đi ra ngoài mua đi. Để tao lấy cục CB xem. Do hơi cục CB bên đây mà bên kia sửa rồi sáng chiều tới giờ thấy bà nội điện nó này. Điện nó không có đủ nó điện nó không có đủ nó mờ căm à thì lúc này nó không ăn nó nhá mờ căm à nhá nó mờ căm à này hên quá có ông tám mua năm. Nãy đổ thượng gắn quýnh chết gắn quang nữa không? Tại cục CB này nó hại gắn nè. Bị hơi rồi hôm trước bật nhá hoài luôn hả? Cục CB hôm trước bật nhá hoài. Chưa để nó đi mua đồ cô bà ơi. Dạ sau 2 tiếng đồng hồ mình với cháu Phụng làm sửa lại cái đường điện nha cô chú. Tuy nó không gọn, tuy nó không đẹp nhưng mà nó còn đã có ánh sáng rồi. Bây giờ mình sẽ kéo cù dao lên nha. Đây thì cái này mình làm cái lợi là rất là gọn luôn. Như lúc hồi chiều là của bé Phụng là nó lắc như là ông già rụng răng luôn hả Phụng? Dạ. Bây giờ vậy là em không rung. Bây giờ là cứng khừ hết rồi phải không? Dạ. Bây giờ mình mở đèn lên thử nha. Nó ok chưa? Dạ. Cái này nè nó ok chưa? Bây giờ là cái bóng đèn trước luôn nha cô chú anh chị. Thì nhà bé Phụng có 4 đào bóng đèn thì mình đã đi đường dây là hết rồi nè. Thì dây nhợ mình đi sát vô tường hết, gọn ghẽ hết. Thì đi ra ngoài sau. Đi ra sau Phụng ơi. Đây. Thì công của hai chú cháu là làm từ hồi chiều tới bây giờ đó cô chú anh chị. Đụng đâu là hư đó, đụng đâu là gớt đó đó. Đó thì mẹ bé Phụng thì do cái tình hình bệnh cho nên là không có nói chuyện với ai hết. Thì đây. Cái này thì đây là một cái bóng đèn nữa nha. Đây, cái bóng đèn này là cái bóng đèn trước mà này đây. Nó mở lên là ok phải không? Cái này vừa tới không? Nó bấm thử là được không? À, rồi thêm một cái bóng đèn nữa, con mở bóng đèn ngoài sau nữa. Thì đây là cái nhà tắm. Nó, cái nhà tắm này cũng có đèn đầy đủ luôn nha cô chú anh chị.
Cái nhà tắm thì mình cũng sẽ lót gạch lại luôn, cái nền nhà này mình sẽ lót gạch lại luôn, rồi mình sẽ xuống, khi nào lót gạch xong thì mình sẽ xuống một lần nữa để bàn giao nhà cho bé Phụng. Rồi bạn con dừa mình sẽ xuống bàn giao nữa. Thì hôm nay là giờ này là khoảng 9:20 rồi, thì mình cũng xin phép là về dì ba của bé Phụng nha. Thì video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc nha cô chú anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong một video tiếp theo nha. Xin chào. Bữa nay quá bị hành nè dì ba ơi.